Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam có gần 1.450 km đường biên giới với Trung Quốc. Hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu tại 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, nơi có 7 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu song phương, 21 cửa khẩu phụ ngày càng nhộn nhịp, tấp nập. Không chỉ là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, Việt Nam trở thành thị trường bên ngoài hoàn hảo cho hàng hóa Trung Quốc vì điều kiện kinh tế tương đồng, văn hóa tiêu dùng và chi phí vận chuyển thấp. Thời gian qua, sự phát triển của thương mại biên mậu đã góp phần gia tăng, thúc đẩy kênh giao lưu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ mặt thị trường miền núi, vùng cao biên giới nhờ đó cũng khởi sắc. Thương mại góp phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thu nhập và sức mua dân cư nhờ đó cũng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế xã hội các tỉnh vùng cao biên giới từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo sức hấp dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài. Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 265 km tiếp giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Do vậy, tỉnh đã không ngừng nỗ lực huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, thông qua các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, các chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các nguồn vốn tái định cư Thủy điện Lai Châu. Đối với Lai Châu thì là một tỉnh biên giới vùng sâu vùng xa. Việc đầu tư hạ tầng thương mại biên giới cho các khu vực biên giới thì khá là khó khăn về nguồn lực để đầu tư. Việc kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu tư hạ tầng thương mại biên giới, phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại các khu vực biên giới thì cũng còn rất nhiều khó khăn. Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh để đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là sẽ tích hợp việc phát triển hạ tầng thương mại biên giới đồng bộ và quy hoạch phát triển tỉnh để triển khai thực hiện, và tiếp tục kêu gọi thu hút các doanh nghiệp để đầu tư vào hạ tầng thương mại biên giới, dành nguồn lực để bố trí đầu tư. Lào Cai, một tỉnh có nhiều lợi thế đặc biệt so với các địa phương khác trong cả nước, có cửa khẩu duy nhất ở phía Bắc, nằm trong lòng một thành phố trực thuộc tỉnh, nên có cả hệ thống dịch vụ của một thành phố phục vụ cho nhu cầu giao lưu kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu. Hơn nữa, với cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Việt Nam và Hà khẩu Trung Quốc, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Lào Cai là cửa ngõ quan trọng, là điểm trung chuyển hàng hóa dịch vụ với hành trình ngắn nhất nối Việt Nam với các nước trong khu vực qua cảng biển tới các tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc, cũng như thông qua tuyến đường cao tốc nối Côn Minh Trung Quốc với Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 5 tỷ đô la Mỹ và tiến tới năm 2025 đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Lào Cai cùng với các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu này. Lào Cai thì có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ sở hạ tầng thương mại mang tính chất kết nối vùng. Đó là Lào Cai có một đường biên giới dài trên 182 km với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, có hai cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt nằm trên cái tuyến hành lang kinh tế Lào Cai, Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Hiện nay thì những cái cơ sở hạ tầng thương mại mang tính hiện đại thì chiếm cái tỷ lệ vẫn còn nhỏ và tập trung chủ yếu là trên các khu vực đô thị như thành phố Lào Cai và thị xã Sapa. Thứ hai là cái hạ tầng thương mại mang tính chất kết nối vùng, kết nối khu vực như là chợ đầu mối nông sản hay là trung tâm logistics thì cũng chưa được đầu tư. Và cái khó khăn thứ ba liên quan đến cơ chế chính sách về phát triển hạ tầng thương mại hiện nay thì vẫn còn thiếu và chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời. Trên đây, chỉ hai trong số các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã và đang tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại giữa các địa phương của Việt Nam với Trung Quốc nói chung và các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng. Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Trung Quốc để cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó là tập trung phát triển hệ thống logistics, kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại điện tử, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hợp tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, hải quan, nâng cao hiệu suất thông quan, tăng cường xuất khẩu chính ngạch,
nâng cấp các cửa khẩu, sớm triển khai và nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh.